Mê à. Mê đó. Cái rừng Nghĩa, rồi. Anh đỡ lẻ loi rồi đó. Sao vậy? Trước tiên là mình kiếm được hai cái đối thủ bằng chiều cao mình đi ha. Nhờ nó mang chạy độ. Rồi, cao hơn anh. Không, nhờ nó mang chạy độ mà nó mới chạy không đâu rồi đấy, không một miền độ nào anh ạ. À, Rick cũng cao mà. Cao mà cũng đẹp anh, mà. Trời ơi. Đô okay. Phúc cũng vậy mà. Em cảm ơn anh. Anh tiếp tục thích em mà Đô Phúc. Đây là hai cái bạn trẻ mà hiện nay là em thích nhất đó. Nói thiệt. Mà thường anh hay bị lộn hai em lắm. Cái ủa giọng hai em nó có cái màu nó cũng giống nhau. Khác nha, khác lắm nha. Bây giờ cùng một bài nè, hai bài. Người hát chung nè. Gì nào? Lại anh nắng quay. Ok. Xe luôn, xe luôn. Hai. Xe luôn. Hai. Chúng nó đang làm gì đấy? bắt tông. À, xe hai. Dắt. Xe luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm em. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Vì em luôn là tia nắng trong anh. Không xa rời. Nhờ hai em nó hát để phân biệt mình mới thấy hai cái giọng nó giống đó chứ. Không, nếu mà nghe kỹ thì mình vẫn thấy có cái màu sắc nó khác nhau. Nhưng mà mới nghe thì nó rất là giống nhau. Anh Nghị Ân, thực ra em cũng muốn nghe kiểu là cái khác biệt nó như thế nào anh. Nghe cái giọng của em thì nó dày hơn à, nó dày hơn, còn giọng của Eric thì nó mỏng và nó bay gì, nó bay hơn. Eric hát trải đời hơn. Thí dụ một cái bài tình cảm đau khổ, Eric sẽ hát hay hơn. Bị và yêu rồi, bị yêu rồi. Yêu rồi. Còn Phúc bầm dập rồi. Yêu chưa? Nhưng mà nếu mà hát cái bài nào về nội lực thì Phúc hát hay hơn. Chưa yêu đó, chưa yêu thất thế thôi. Em yêu đi. Anh đứng đây làm hát một câu. Hát cái gì mới được? Một câu để xem là trả đời câu. Không? Cho em học tập. Chạy đời. Chạy đời nhá. Dạ. Bây giờ hát bài của em để biết chạy đời như thế nào này. Dạ. Anh lúc hát hát một cái version chưa trải đời trước nè. Version trải nghiệm. Rồi trải nghiệm này. Bây giờ đây đầu tiên là version trải chiếu này. Rồi chơi. Trải nghiệm. Hai trải nghiệm. Rồi chơi thử nhá. 2, 3. Ý một ai đã muốn xa đi. Cho dù ta có tốt ích gì. Khi chợt lời nói đối phương là kỳ thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Khi một ai đã muốn trở lại cho dù ta cũng không đáng ngại. Gì nữa? Chịu những lý do chia tay chỉ là hết đi. Ngày đầu. Đó là trải đời đó em. Trải đời đó. Trải đời. Thật sự. Giờ muốn nghe giọng ca trải đầu không? Nhưng mà để cho Thành hát một câu giống cái của Eric. Tại trong hậu trường nghe hoài hát giống Eric lắm. Cái bài gì mà xin lỗi mình đi chia tay rồi đó. Mình chia tay đi. Đây là phiên bản xong trải đời. Xong đời. Đừng xin lỗi nữa. Cứ thế mà đi. Nhầm bài. Bài đó của nó mà. Mình chia tay đi cơ mà. Mình chia tay đi à? Mình chia tay đi hay xin mình chia tay đi nha. Mình chia tay đi. Vì em anh sẽ ra đi để em được vui. Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi. Xóa tên của anh trong ký ức. Em sẽ hạnh phúc hơn. Vì yêu anh sẽ một mình nhận lấy giông tố ngoài kia.
tình yêu hãy giữ cho em, chỉ cần em luôn vui, vì đó cũng chỉ là điều cuối anh cần làm trước lúc ta chia ly. Wow. Được không? Đầu. Giống em biết không? Anh nói bao nhiêu lần, yêu đi, không yêu ai hết. Em sẽ trải đời được đúng không? Đây là trải đời, còn đây là trải nghiệm. Vẫn là trải nghiệm. Và đây vẫn là trải đâu. Đây về chỗ. Đây về thì trải đời, về với trải đời. Qua bên kia màu sắc hợp lý luôn. Ok. Còn trải nghiệm qua bên đây. Ôi trời ơi, yêu đi không yêu. Yêu là hết hai ngày. Anh không chấp nhận một ca sĩ hát nhạc tình ba lát mà không có người yêu như vậy. Em có người yêu rồi. Ai đấy? Anh không cần biết là đối tượng sắp tới của em là như thế nào. Nếu trai anh giới thiệu anh Đức, gái anh giới thiệu chị Lê Giang, có gì hãy liên hệ anh, ok? Em có hai người bạn, em đi làm mai suốt luôn. Vẫn chưa thành công em à. Đức Phúc, nghe người chuyên môn mà người ta nói này. Em chắc là em mạnh dạn để đoán một chút xíu rằng là trước khi quay đoạn hát đấy là trong miệng bạn đang ngậm hai cục đá. Tại sao phải là ngậm đá mà không phải ngậm kẹo? Ngậm kẹo được. Em có để ý cái khẩu hình miệng của bạn là bạn chỉ cử động cái phần miệng dưới thôi. Như là hầu như là cái phần phía trên hàm là dưới, hàm dưới. Còn cái phần phía trên thì lại không thấy cử động nhiều. Và em nghĩ rằng là nếu mà như vậy thì em thử hát một câu mà em không cử động miệng bên trên. Vào. Thử xem. Được không nhỉ? Được. Thì anh em sẽ ra đi nào. Em sẽ giữ cái miệng trên lại. Rồi. Không phải buông tay ra để người ta thấy. Thì anh sẽ ra đi. Đó là câu trả lời. Thì đấy mà cái bà biên tập là bắt ghê thiệt. Hồi nãy tôi coi tôi tưởng là hai thằng khiêng cục đá 8 tấn. Là khiêng xong làm đám cưới luôn á. Em vừa phát hiện gì đấy? Em có một chút linh cảm là bạn này đang niềng răng. Sao em nghĩ vậy? Nghe câu nói của bạn lúc mà nói là cảm ơn cậu, không có cậu thì tớ không làm được, thì em cảm giác nó cái âm thanh của những người hay niềng răng. À đâu bây giờ âm thanh hát niềng răng coi. Đâu mà nói mình là chuyên gia mình phân tích. Ờ, em không hát được. Niềng răng Eric làm được. Thôi Eric làm được. Sao mà em làm được? À thế vậy để này nè, nó sẽ hơi đớt một tí. Đó, thử coi. Vì em anh sẽ ra đi. Đúng âm thanh người niềng răng. Và em nhìn tổng thể của bạn này, nhìn mặt rất là sáng sủa và nhìn mặt là hay kiểu là dùng ngồi guitar xong rồi đánh hát kiểu đấy đấy. Hay. Mạnh dạn hay. Mà mỗi lần chị này cười lên thì em thấy là có một nụ cười rất là sáng. Em nghĩ là một người thích hát và hay nghêu ngang. Nhưng hát được hay không? Không hay. Hay không? Nhưng. Không hay. Nhưng. Dở đấy. Thực ra là khi mà đúng thật là khi mà thấy mềm lắm, mềm mê thực sự em đã bị đánh lừa cho đến khi mà cái âm thanh được phát ra. Thực ra em vẫn nghĩ là bạn này, khi mà nhìn cái khẩu hình miệng em nghĩ là bạn này hát khá là hay, và đúng như cái nhận định của anh Trấn Thành là có thể là cái kiểu hát giống Eric khá là hay. Cách nào em nói, một là khẩu hình, hai là những cái miệng. À, tại vì cái khẩu hình đấy phát ra từ cái miệng. Khẩu hình đấy phát ra từ cái miệng. Nhưng mà đến khi cái âm thanh nó phát ra thì em lại nghĩ là bạn này là một bạn mà mới vỡ giọng. Thì em nghĩ rằng là bạn này có thể rằng là hát hay, nhưng trong thời điểm vỡ giọng thì hát không hay. Cảm ơn sự phân tích rất là rối não của em. Có ai có thể diễn giải cái ý của Đức Phúc cho anh nghe được không? Dạ không bao dịch được từ tiếng Việt qua tiếng Việt đâu anh. Đức Phúc nè, nói nghe xem. Em nghĩ chị này sẽ là một người mẫu ảnh mà hát cũng rất là gọi là ra gì. Hát ra gì là ra gì em? Chắc chắn trả lời ra gì. Thì em hiểu không? Hiểu luôn á. Em hiểu không anh Thịnh? Ê, hai đứa mày chơi chung thì đúng rồi. Nói gì cho người ta hiểu đi cưng. Bây giờ là sẽ chốt một câu là chị này là người mẫu ảnh, thích hát và hát ra gì không hay. Ủa cái gì vậy? Bây giờ anh nghe thì anh tưởng là em đang nói về cô ấy là hát hay đó. Anh thấy sao? Mê đó. Cái âm thanh anh ta phát ra nghe như thế nào? Hơi quá nhẹ. Thun đấy, có chỉnh sửa trên computer đấy. Chứ không phải là giọng mộc đưa vào đâu. À. Đấy.
Hay nhỉ. Dẫu biết là quận 5, trái tim mình nói quận 5, quận 5, nhưng em không chọn quận 5 bởi vì đội bạn chọn rồi. Nhưng thưa anh, người ta nói về món ăn ngon á thì ngoài quận 5 ra thì tập trung thì chỉ còn quận 6. Anh để ra quận 5 đã đi, quận 6 ở lại làm gì? Hôm nay em có thua, em phải trách bà biên tập làm không rõ ràng em ạ. Không ra Lý Tiểu Long, ra Châu Đăng Khoa. Nó có bị lấn cấn lấn cấn. Châu Đăng Khoa hát cũng ok mà nhỉ. Châu Đăng Khoa hát ok, nhưng mà Eric không thích hình tượng Châu Đăng Khoa. Tại vì mặc đồ rồng giống Eric. Đúng rồi, loại sớm. Em hiểu không? Đụng hàng không thích. Thành ơi, loại. Anh nghĩ rằng nên giữ cậu ta lại đi. Em nghĩ hay đó, em nghĩ thực sự em nghĩ bạn này hay. Anh nhìn là cái gương mặt, cái thần thái này cũng có khi cậu ta phù hợp với những dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng đó. Bây giờ anh Nghĩa đã lên tiếng rồi thì anh cả mình nên em ạ. Thôi thì cũng nể người anh cả, thì em nghĩ là em sẽ suy nghĩ lại. Em quyết định là chọn đội số 6. Em biết coi nên suy nghĩ lại. Thôi em hiểu rồi đó, em hiểu. Thôi em biết rồi. Thôi để em suy nghĩ lại. Nguyễn ngại lại lại ngay. Tại vì suy nghĩ nào? Tôi thấy là trọng thoại của tôi cũng không ổn lắm đâu. Em cũng bị giống anh Thành luôn. Trọng thoại à? Thôi cứ giữ trọng thoại lại một xíu đi. Người ta nể anh, người ta giữ lại đâu anh, em phải cảm ơn. Ok ok ok, cảm ơn nhân vật của anh. Nếu mà vậy nè, ông già Noel cũng phát quà nhiều rồi. Ông già Noel rồi, không nghĩ đi về. Ai nó cũng như vậy. Đi về. Hay là bây giờ mình chọn Secret Boy, chàng trai mà nãy giờ chúng ta tò mò nhất. Ai? Số 4 hả? Số 2 hả? Không, số 4. Anh, là... anh chưa có yêu, anh đừng có ngăn cản tình yêu của đội tôi. Fan người ta đi từ hóc môn lên để hát với Eric. Nếu vậy thì bây giờ còn đi ra là phút 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 ơi, này đội nhà người ta, chuyện nhà người ta phút. Người em xem ngộ quá. Thôi bạn như chuyện nhà mình nhé. Hai phường mượn cục gạch quýnh không cái. Dạ. Ờ, giờ người ta là không có nói lớn. Anh à, lúc nãy anh bảo rằng là đấy là giọng hát là trời phú đúng không? Đấy là nhan sắc, em tưởng là bảo trời phú thì cũng phải. Giọng hát đã là một nhan sắc tuyệt vời nhất rồi đấy. Em ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Vỗ tay. Trời ơi, dạo này nói chuyện còn xin đầy vỗ tay nữa. Lâu quá mà vỗ đó. Hôm nay là lần đầu tiên em đến với chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Và em rất là thích chương trình từ mùa 1, nhưng mà mùa 1 em không được tham gia. Và mùa 2 em đã được tham gia và em rất là thích. Rất là vui khi hôm nay là một cái giọng hát rất là hay mà tất cả mọi người đều đã công nhận đúng không? Dạ. Và bây giờ lại có thêm một cái ngoại hình ưa nhìn như thế này nữa. Thì Phúc hy vọng rằng đến với Giọng Ải Giọng Ai ngày hôm nay em sẽ có thật nhiều niềm vui. Sẽ có thêm nhiều người yêu thương em, nhiều người yêu thương tiếng hát của em nữa. Dạ. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi, cảm Phúc về với anh nhá. Vâng, em về đội anh Thành. Giờ thì mời em. Dạ. Và Bích Phương sẽ về đội của Trường Giang. Rồi. Ok, thôi, thế em xong rồi em chỉ về đội anh. Đó. Sao Phúc lại cười? Nghe ít nhỉ anh nhỉ? Em muốn đó nghe, thôi. Em muốn nghe cả bài à? em nghĩ là nó sẽ nhiều hơn một tí. Thế vì giờ nghe ít thế em có tí phán đoán nào không? Em cũng không rõ lắm. Em có xem chương trình này chưa nhở? Em xem rồi. Mà em cũng không nghĩ là ra ngoài đời thực nó lại bị thiếu ngắn như thế. Ý cái tiếng ấy nhở? Mời nhà của Trường Giang. Nhường cho đội bên kia chọn trước. Ô anh ơi tôi chết. Nhường đi, em có tin anh, cứ nhường đi. Anh ơi, xem chọn cái show được không? Chưa chọn cái show ở số 3. Vì không tin ai là hát không hay hết. Em rất là hoang mang. Rất là hoang mang. Theo cái suy luận của em thì hiện nay em đang đặt niềm tin của mình vào đầu tiên là chị ba áo dài Số 6 và Mr. Đờm. Anh ta đang mệt mỏi dần với cái vai diễn của mình. Và em đang khoanh vùng hai cái vùng đó lại. Chị thì chị chắc chị sẽ chọn số 6. Số 6 nó nguy cơ nhiều hơn. Sai rồi. Dạ, thế thì em xin phép em vẫn chọn cái show. Chọn cái show nữa. Em được.